Hà Lan và Pháp là hai đội tuyển có rất nhiều duyên nợ trong những năm gần đây, đặc biệt với những người Hà Lan khi họ thua đến 7 trong 8 lần đối đầu gần nhất. Chính vì vậy mà đối đầu này sẽ là cơ hội để câu lạc bộ da cam có thể phục thù những thất bại trong quá khứ. Ngay sau khi trọng tài chính Anthony Taylor thổi còi bắt đầu trận đấu, ta thấy được Hà Lan ngay lập tức tràn lên phần sân của đội tuyển Pháp và cơ hội đầu tiên đã xuất hiện ngay từ phút thứ nhất. Bắt nguồn từ hành lang cánh phải, Jeremy Frimpong có pha bứt tốc rất nhanh về phía khung thành của đội tuyển Pháp, nhưng sự đeo bám của Theo Hernandez đã khiến nhà đương kim vô địch Bundesliga không có một tư thế thoải mái nhất để dứt điểm. Cú sút sau đó của hậu vệ Bayer Leverkusen đã bị Mai Magnen đẩy ra và chỉ có quả đá phạt góc cho đội bóng áo cam. Pháp cũng chẳng chịu thua, chỉ sau đó 3 phút họ đã có cú sút đầu tiên về phía khung thành của đối thủ. Antoine Griezmann thực hiện phần dứt điểm bên ngoài vòng 16m50, bóng đi với lực và quỹ đạo vô cùng khó chịu. Nhưng pha bay người xuất sắc của Mats Veerbruggen đã cứu Hà Lan một bàn thua trông thấy. Chỉ chưa đầy 5 phút bóng lăn, ta đã được chứng kiến hai đội đều tạo ra cho mình những cơ hội nguy hiểm khác nhau. Trận đấu này hứa hẹn sẽ là một cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Và Pháp đã suýt chút nữa có cho mình một bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu. Pha đập nhả 1-2 vô cùng ăn ý của Adrien Rabiot và Marcus Thuram đã xé toang hàng phòng ngự của câu lạc bộ da cam. Rabiot có cơ hội đối mặt với Veerbruggen, nhưng tiền vệ của Juventus đã quá đồng đội trong pha bóng này. Anh không thực hiện pha dứt điểm ngay lập tức mà căng ngang cho Griezmann. Nhưng đường truyền của Rabiot lại không thực sự hợp với đà di chuyển của Antoine Griezmann. Đội trưởng tuyển Pháp bị sửa lưng và loạng choạng trong việc đưa quả bóng về chân thuận, khiến cú sút sau đó của cầu thủ 33 tuổi không được như ý muốn. Thật sự tiếc nuối cho Le Bleu ở pha bóng này khi họ đã có pha phối hợp rất đẹp mắt rồi. Nếu như Rabiot tự tin trong việc tự mình đưa ra cú dứt điểm thì có lẽ bàn thắng đã đến với đội tuyển màu áo lam. 20 phút đầu chứng kiến màn đôi công ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Hết Pháp rồi đến lượt Hà Lan trả đòn. Cody Gakpo trong một tình huống đã thử tài phản xạ của Mai Magnen bằng pha đặt lòng về góc xa không thành. Bóng đi với lực khá tốt nhưng quỹ đạo là chưa đủ hiểm hóc để có thể làm khó thủ thành xuất sắc như Mai Magnen. Ai trong chúng ta khi xem nửa hiệp đấu đầu tiên đều cảm thấy vui mừng cả. Vì thức vào lúc 2 giờ sáng mà được xem một trận đấu đôi công hấp dẫn thế này, ai mà chả thích. Tuy nhiên, nửa hiệp 1 còn lại thật sự đã khiến chúng ta phải thất vọng. Tốc độ của trận đấu phần nào bị giảm xuống bởi những pha va quyệt liên tục giữa hai bên, đặc biệt là của bộ đôi thuộc biên chế Inter Milan, Marcus Thuram và Steven De Bruyne. Liên tục những đường truyền hỏng của hai bên được tạo ra, cứ thế hai đội đều có những cơ hội tấn công rõ nét. Nhưng các pha xử lý cuối cùng lại khiến khán giả có mặt tại Red Bull Arena cũng như xem qua màn ảnh nhỏ phải mù mắt. Những đường truyền sửa lưng hoặc các pha dứt điểm đi thiếu chính xác đã khiến hiệp 1 khép lại với không có bất kỳ một bàn thắng nào được ghi. Trái với 20 phút đầu tiên thì khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội tuyển thi đấu với sự cầu toàn quá mức khiến chất lượng chuyên môn phần nào bị giảm xuống. 15 phút nghỉ giữa giờ là vô cùng cần thiết để Ronald Koeman và Didier Deschamps có thể nắn gần lại những người học trò nhằm tìm lấy bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhưng bước vào hiệp thi đấu thứ hai, diễn biến của nó cũng chẳng khác là bao nếu so với khoảng thời gian của hiệp 1. Tốc độ không quá nhanh và cũng liên tiếp là những đường chuyền được hai bên thi nhau tạo ra. Các cơ hội nguy hiểm cũng không xuất hiện nhiều nữa. Tuyến giữa của tuyển Pháp là những người chơi tốt hơn trong trận đấu này với sự cả lướt của N'Golo Kanté. Cựu cầu thủ Chelsea liên tục xuất hiện ở những điểm nóng trên sân, tranh cướp bóng và cung cấp cho các vệ tinh phía trên. Nhưng đồng đội của Kanté đã phụ lòng anh khi họ tỏ ra chật nhịp trong những pha phối hợp mang tính then chốt. Hà Lan chẳng phải là phòng ngự quá kín kẽ gì cả, nhưng Pháp cũng chẳng thể nào tận dụng được những sơ hở đó mà tìm về cho mình những bàn thắng. Thật sự việc thiếu đi Kylian Mbappe đã khiến Le Bleu bí đi những ý tưởng kết thúc pha bóng. Vấn đề ghi bàn đang là sự đau đầu bùa vây lấy huấn luyện viên Didier Deschamps. Trước trận đấu với Hà Lan, Pháp chỉ ghi được 4 bàn trong 3 trận đấu, trong đó có đến 3 bàn thắng vào lưới của đội tuyển yếu Luxembourg và một bàn do cầu thủ đội tuyển áo vào lưới nhà ở trận giao quân Euro 2024. Và đáng báo động hơn, 3 bàn thắng mà những chú gà trống Gauloa ghi được vào lưới Luxembourg đều xuất phát từ cái chân của Kylian Mbappe. Có Mbappe trên sân, Pháp chưa chắc đã ghi bàn, nhưng thiếu đi tiền đạo 25 tuổi thì Pháp tịt ngòi luôn hẳn. Một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro như Pháp lại đang quá phụ thuộc vào một cá nhân. Có thể điều này thật khó tin, nhưng đó lại là những gì đang xảy ra với quốc gia hình lục lăng. Trong trận đấu này, cameraman cứ liên tục chĩa máy quay đến khung hình của Mbappe. Cũng dễ hiểu thôi, bởi Pháp đang lâm vào thế bế tắc thì chỉ anh mới có thể tạo ra sự đột biến ngay lúc này. Nhưng một chấn thương vùng mũi ở trận đấu trước khiến Deschamps không dám mạo hiểm sử dụng Mbappe trong trận đấu này, bởi ông hiểu được hành trình Euro còn rất dài phía trước. Chỉ cần tỏ ra nóng vội ở một khoảnh khắc nào đó thôi cũng có thể khiến Mbappe tái phát chấn thương, và khi đó sẽ là thảm họa thật sự với những chú gà trống Gauloa.
Còn về phía đội tuyển Hà Lan, họ biết được mình chẳng thể nào so bì với dàn nhân sự chất lượng của Pháp, nên chủ động kéo đội hình lùi thấp và chờ đợi những pha phản công đầy tốc độ. Và sau 3 nỗ lực, cuối cùng Hà Lan cũng tìm thấy cho mình bàn thắng mở tỷ số do công của tài năng trẻ Xavi Simon. Nhưng đợi đã, tại sao trọng tài Anthony Taylor lại hội ý với trọng tài biên? Có chuyện gì đã xảy ra với bàn thắng của Xavi vậy? Và cũng chẳng phải để mọi người chờ lâu, vị vua áo đen đã không công nhận bàn thắng của Xavi vì lỗi việt vị của Dumfries. Nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng và VAR đã vào cuộc trong tình huống này. Pha quay chậm cho thấy Dumfries biết mình đã việt vị nên không chạm chân vào bóng. Nhưng VAR cho rằng vị trí đứng của hậu vệ Inter Milan đã cản trở Maimanen trong việc đổ người cứu thua cho tuyển Pháp. Các cổ động viên của Hà Lan có lý do để không đồng ý với quyết định này, bởi Maimanen cũng không hề có ý định đổ người sau cú sút của Xavi. Nhưng quyết định đã được đưa ra, bàn thắng không được công nhận và tỷ số vẫn là không đều. Trong những phút còn lại của trận đấu, hai đội lần lượt tung vào sân những cái tên có khả năng chơi đầu tốt như Olivier Giroud hay Wurzburgos tìm lấy bàn thắng mở điểm. Nhưng đã không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi, không đều là tỷ số cuối cùng của cặp đấu này và đây cũng là trận đấu đầu tiên tại Euro 2024 mà không có bất kỳ một bàn thắng nào được ghi. Trận hòa giúp Pháp và Hà Lan có cùng 4 điểm. Hà Lan tạm xếp trên khi ghi được nhiều bàn thắng hơn. Kết quả này khiến lượt trận cuối cùng của bảng D sẽ vô cùng hấp dẫn bởi cả 3 đội tuyển Pháp, Hà Lan và Áo đều còn nguyên cơ hội giành lấy vị trí đầu bảng. Thật sự đáng tiếc cho một cặp đấu đầy duyên nợ như Pháp và Hà Lan. Sự thiếu sắc bén của chân sút cả hai đội khiến trận đấu trở nên khá tẻ nhạt. Đoàn quân huấn luyện viên Didier Deschamps đang thật sự khiến các cổ động viên phải lo lắng khi trải qua 2 trận đấu rồi mà chưa có bất kỳ một cầu thủ Pháp nào ghi bàn tại Euro năm nay. Bàn thắng duy nhất mà họ có được cho đến lúc này lại đến từ một pha phản lưới nhà. Đây chẳng phải là lần đầu mà vấn đề hàng công của Pháp lại bị đem ra mổ xẻ như vậy. Không phải là họ không có những cơ hội ghi bàn ngon ăn, nhưng sự thiếu sắc bén của tất cả các cầu thủ khiến Pháp thật sự gặp khó trong hành trình đi đến chức vô địch Euro năm nay. Hơn ai hết, người hâm mộ đang mong mỏi sự quay trở lại đội hình chính của đội trưởng Kylian Mbappe, bởi chẳng có bất kỳ một ai khác ngoài tiền đạo 25 tuổi mới có thể giúp Pháp trở lại là chính mình. Trải qua 5 trận đấu ở tất cả các vòng chung kết Euro, Mbappe vẫn chưa có bất kỳ một pha lập công nào và chính sự vô duyên này khiến tân binh Real Madrid phải thốt lên rằng Euro khó hơn World Cup. Những chú gà trống gô loa vẫn có một trận đấu cuối cùng với đội tuyển Ba Lan nữa. Và trước một đối thủ yếu như thế này thì đây là cơ hội để Pháp có thể tìm lại niềm tin từ người hâm mộ. Còn về đội tuyển Hà Lan, kết quả hòa không đều chẳng phải là điều gì đó quá tồi tệ với câu lạc bộ da cam, nhất là khi chứng kiến 8 trận gần nhất họ đã thua Pháp đến 7 trận. Dẫu vẫn gặp khá nhiều trục trặc, nhưng việc không được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch thì những gì mà họ làm được cho đến lúc này là rất đáng ghi nhận. Hà Lan vẫn đang dẫn đầu và tràn trề cơ hội đi tiếp với ngôi nhất bảng. Lượt trận cuối cùng bảng D hứa hẹn sẽ là cuộc chiến vô cùng cam go của ba anh tài Pháp, Áo và Hà Lan. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem đâu sẽ là đội tuyển kết thúc bảng đấu với ngôi vị nhất bảng.